Mày bớt tọc lại đi em ạ. À. Thật mày vừa phải thôi. Mày bán cái đĩa cho nó nữa. Cả xe cả. Ấy. À đây, cái dây. Đúng cái dây như đây này. Xuống. Mày cầm đèn anh đưa đây. Đấy đây này. Đèn đây. Ông này. Xe cả. Lên kính đi, kính đi. Lên kính nhanh ơi. Tiếp tục cuộc hành trình. Ồ, nghe xoạt xoạt thế này. Bộ cồn cát luôn này. Đây cua đây đây. Đây đây này. Grand đi sâu. Nào Grand đi. Đi đã, đây luôn. Đây mi còn được mẹ. Má tiểu, cho Grand đi. Weekend đồ nào nhá. Ôi đấy đây đây. Ôi trời. Quá trời luôn. Đi cô. Đi. Đã. Đã có mi cô. Ô còn đó đấy. Ở rồi, đâu đây? Cho rồi. Đi ra số S. Đi ra số S. Thì là tao Grand đi. Yeah, weekend nào. Así. Calma. Ya, seto, seto. Oh, tira así en moreo. So es, sí. Es sí. Now, ya. Yeah. Sí. Tira así. Tira. Ya. Yeah. Cái, chỗ này quá trời luôn. Nào, Eli Piken. Grand, đi xin hộ sổ, ya. Đã Eli Vivo. Piken nào nhá. Đã Eli Vivo. Ya, aquí, aquí. Mete aquí. Yo la. Mete no va. Otra. Tai đi. Ơi, đấy sao sao vô vậy? Ok. Nhiều lắm. Nhiều lắm luôn á. Grand. Có nước nhá. Ok. Nó không hiểu, nó không hiểu. Trong tiếng nó địa phương nó khác. Ừ. Kiểu thế. Kiểu chứ nói phải. À, khu này là khu ấy nè, khu nhiều ở khu đầm lầy á. Nó quay vào đây này, nó quay để cho con đấy nó không vào nè. Vào trong này á. Không. Âm à kì. Cứ đi qua lại này thôi. Aki. Dạ dạ. Ở đây. Ơm qua sầu tí. Con nó cả được áo con để tai. Ấy. Nói chung chắc ở đây không có đâu. Có bọn này ở đây thì nó không có đâu. Ui. Một binh đoàn làm 30 đứa. Vâng, 30 đứa. Đầm này bắt hết. Có đâu mà bắt, bắt lấy vui thôi. Bà kia bà lấy đi một đôi ủng làm chi trời. Nãy thấy nhiều thế mà nhỉ. Ừ thì đây này, nhưng mà toàn con bé thôi. Con bé thôi, không có đâu. Nào, ok đủ Grand đi, mui Grand đi. Nào. Đây này nhỏ tí à. Đây là gì? Yeah, tira, tira. Amigo, apaño. Qué grande. Amigo, está ahí, va a pasar. Ode. Bao đi ode. Bao đi. Bao đi. Bao đi ode. Đây. Tá aí, tá aí. Não estão tirando com o teu. Ia. Bao đi. Đâm 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 đâm. Đâm ngược đi, ngược đi. Dạ. Ngược lên. Yeah. Ai grande, ai grande. Apa nha ele. Mate, mate. Tay ba con này. Thôi, cất vào kia đi. Đưa vào đây. Kia.
Vào đi, vào đi. Mày soi cho gì? Cho gì? Cái này soi đi. Kia là người ta tác nghiệp cái này bà đây tự nhiên này. Là Esitati à? Esitati à? Thấy toàn bé thôi anh ạ. Không, mình cua ra đấy đi. Anh ạ, mình cua ra đấy đi. Chứ vậy thì cũng không được. Bắt được con luôn ạ. Đồng quá. Mùi tù bê xô ai xinh. Mùi tù ba rô lùi. Có gì tù được vậy? Thì bọn này đi hóng hớt cho vui mà. Đúng rồi được. Vâng. Quay ngược thôi. Mấy cả... Thôi quay đi. Xa lắm rồi đấy. Đi quay sang bên kia đi, bên kia to hơn. Tưởng gì con chuồn chuồn ạ. Thôi quay ngược đi anh ơi. Con gì đây? À, con cua. Đây kệ như nó đi. Ơ sao lại đèn này hết pin rồi. À bên kia là biển á. Đây biển đây. Không rõ lắm nhưng mà khá là đẹp. Phía bên kia là ánh đèn của thành phố đây. Rồi. Thôi, quay lại kia. Chúng ta không nên tách nẻ. Tách nẻ ở đây đi vào buổi đoan đêm là rất nguy hiểm. Ơ, có vẻ con này hết pin rồi. Không ổn rồi. Ôi, con xe này bị nún cát rồi. Giờ chắc phải kéo. Đi thẳng chứ không thì lùi không giết gì hết. Chú đừng dê bánh xe ở một chỗ. Đừng dê bánh xe một chỗ là đi thẳng luôn. Nào. Xong rồi quyết định là nhảy xuống đẩy xe. Mấy thanh niên đang rất dễ dàng cố gắng nhưng vẫn chưa được. Rồi, bắt đầu xe đã đi từng chút một. À, thì đúng rồi. Thôi thì tôi cũng phải nhảy vào phụ. Đẩy một lúc thì cũng khá là mệt. À, may quá là xe vẫn đi được. Từng chút thì chắc khả năng là sẽ vẫn ra được. Mấy con xe này mà đi vào đây không có ai cầu thì rất vất. Xin cát là khổ lắm. Nếu không xe có xe kéo thì sẽ là đứng chết đây luôn. Ông lần trước mình cũng có đi vào biển chơi thì cũng dính một lần và vứt xe đấy luôn. Hôm sau thì mới cho xe phát kéo ra được. Như kinh nghiệm của mình thì mình sẽ
xịt nốp xe xuống cho còn một nửa hơi thôi. Rồi chúng ta đi đến cạn. Nếu mà đi thì không được dê bánh sang hai bên mà là đi thẳng thôi. Đấy, đi thẳng một mạch và không dừng. Đấy, nhưng một hồi thì xe cũng đi ra được. Hết cái đoạn cát thì là sẽ ổn. Ở đây này tiếp tục. Mọi người thấy có vẻ vẫn chưa đủ lên ra ngoài, vẫn đi lại một lượt nữa để bắt thêm. Ù, con quá to luôn. Quá to luôn. Em về. Này. Con nó cắn này đi, tôi mãi phải đi khấu nữa. Vặn đi, vặn đi, vặn đi. Vặn. Rồi, ok. Thanh niên chết luôn à? Sao có vẻ un đi tèo luôn vậy? Em rút được cả thịt đi xong như này. Không, nó cũng không chết đâu như mày ý nữa. À, thanh niên đấy có vẻ yếu đuối. Hay là mình dẫm cả, mạnh quá ta? Đây, thôi. Phải rồi, phải rồi. Thế thôi anh em ạ, muộn rồi. Ôi, đã về tới nhà. Phần vào đi rồi. Bờ phờ luôn. Đau tay mỏi chân. Mệt rã rời. Còn bên kia. À, để sang để xem gì. Chiến lợi phẩm. À. Được rồi, quá đã là sau này được rồi. Ok ok. Đấy, vừa nãy hôn gái đúng không? Hôn, hôn thì tầm này. Vừa nãy là hai con xe này nó hôn nhau. Xem này có dính trước gì không. Đó không? Không xước không sao ạ. À? Đây này. Đúng vào tầm này mà em. Rồi. Nào chiến lợi phẩm. Kia này. Ở đây. Ôi, thanh niên này cho nó sống ở đây luôn nhá. Không sao cả, không sao, không bị sao hết. Vừa nãy hôn gái nhưng mà không sao. Không, đấy không phải. Ôi bà đứa. Hôn vui em gì, hôn vui em đâu. Hôn đây. À đây nè, tâm hôn. Hôn mảnh, phải hôn nhiều. Tí đây thôi, tí chứ ở đây nếu mà ở tầm này thôi. Hôn môi xa. Bây giờ cho nó hôn tí. Nó ôi, quá trời luôn. Rất là nhiều để mình. Đây. Đây, chiến lợi phẩm đây. Có một con to lắm trên thùng. À, nhiều cái đấy. Chị Dung ăn cho mình thì gọi là chị Dung này. Có phải vào trong bản không? Đó. Đó. Vào trong đấy nó hú hết nó làm đi. Ôi sao? Tóc bù dù vậy em. Bao nhiêu con này? Bơ phờ luôn à. Này, cái này nó to quá trời này. Tắm rửa đi, Kiên. Em này vẫn chưa đủ à? Này đúng. Cái tay mình bé tí luôn á. Cái gì? Bỏ con chân đây này. Đây. Ơi, thấy không? Đấy. Cắm tất cả cái chân đấy, nó bị gớm. Ồ. Đây. Ôi. Chết. Đấy, có bằng này thôi à? Đây thôi. Chân này trong này bỏ con thôi. Ừ, để lấy trên tay cái thứ đó.